quý vị vẫn giữ màn hình để theo dõi chương trình Tâm Tình Nghệ Sĩ cùng với Kim Phượng và nhà thơ Huy Tâm, nhạc sĩ Viễn Phương và nhạc sĩ Linh Phương. Mình xin mời anh Viễn Phương nói tiếp, tra tấn tiếp đi. Tra tấn không dám, một tôi mà tra tấn cô là cô mệt. Kính thưa quý vị, bây giờ đó, tôi muốn nhường lại cho một người cũng biết về Kim Phượng trong cái thời gian ở tại thành phố Houston này, đó là nhạc sĩ Linh Phương. Nhạc sĩ Linh Phương cũng là một người quen biết tôi khá lâu rồi, mấy chục năm rồi. Hoạt động của chị rất là nhiều, nhất là cái thời gian mà chị hoạt động ở bên Florida, khi mà đi dạy ở các trường, dạy nhạc ở các trường trung học ở bên đó. Còn ngoài ra chị cũng đã thành lập ban nhạc và trình diễn rất nhiều nơi. Và khi chị về tới Houston này thì có lẽ quý vị cũng đã rất quen thuộc với Linh Phương rồi. Thì xin giới thiệu nhạc sĩ Linh Phương, những gì Linh Phương biết về Kim Phượng. Xin mời chị Linh Phương. Dạ, cảm ơn anh Viễn Phương. Linh Phương kính chào quý khán giả của đài APTV. Hôm nay là cái dịp mà Linh Phương có cơ hội để hỏi chị Kim Phượng những câu hỏi. Thứ nhất là Linh Phương được biết chị Kim Phượng khi đến thành phố này không bao lâu, những cái hoạt động của chị rất là sôi động và những chương trình nào chị cũng góp mặt là đều thành công hết. Và nhiều người yêu mến chị cũng như là ủng hộ chị. Tuy là Linh Phương đến với APTV chậm hơn, nhưng mà Linh Phương vẫn quan sát những cái sinh hoạt của chị, những sự thành công của chị. Và cái tài của chị là cái tài huy động những người có cái khả năng ca hát, hoặc là đóng kịch, hoặc là những cái gì chị là rất là hay. Ngoài ra Linh Phương còn được biết là chị cũng cái người cũng là có cái tài khiêu vũ cũng hay lắm, mà anh Nguyễn Phương quên giới thiệu chị Kim Phượng cái tài của chị khiêu vũ. Nhất là cái show vừa rồi đó là show Nàng Dâu Huế Nhớ Mẹ Chồng, chị đã chứng tỏ cái khả năng của chị. Bây giờ đến lúc là Linh Phương sẽ hỏi chị như thế này. Chúng ta là phái nữ, thường thường người nghệ sĩ thì cái sự nhạy cảm nó nhiều. Và chị, đôi mắt của chị, cái tầm nhìn của chị và những cái kinh nghiệm sống là vốn sống của chị từ trong gia đình cho đến ra ngoài sinh hoạt văn nghệ này kia, thì những cái kinh nghiệm sống của chị, cái vốn sống cũng như cái tài năng của chị nó có thể hiện qua những cái show chị hát, những lời ca của chị. Tại vì đôi khi Linh Phương cũng có thấy là chị rơm rớm nước mắt thể hiện cái tâm tình của mình ở trong cái bài ca. Thì hỏi chị Kim Phượng, chị có thể cho khán giả biết một chút cái sự thầm kín của chị trong những cái tác phẩm mà của các nghệ sĩ, nhạc sĩ đã viết, và chị đã bỏ cái tâm tư của mình ở trong cái bài ca. Vâng, xin cảm ơn những lời tra tấn của nhạc sĩ Linh Phương. Vâng, kính thưa quý vị, ngay khi mà được đặt chân tới tại Houston này thì Kim Phượng đã nghĩ rằng mình sẽ không có cơ hội để mà đi ca hát như hồi ở Việt Nam nữa. Cho nên khi qua đến đây là chỉ đem theo những cái quần jean, những cái áo thun để chuẩn bị đi làm hãng để mà sinh sống. Nhưng mà không ngờ trong một cái buổi đi đến cái nhà hàng Canvas chơi thôi, thì khi mà Kim Phượng lên hát thì anh chị Nga Dung và anh Bình xuống tới nơi, nói là hình như là em là ca sĩ phải không? Tại vì cái cách, phong cách em và cái giọng hát em là phải chứng tỏ em là người chuyên nghiệp. Cho nên sau đó thì anh chị đã mời Kim Phượng hợp tác. Và từ đó từng bước là Kim Phượng đi đến những cái nhà hàng khác, vừa hát vừa làm MC, rồi cuối cùng là đến dừng chân tại cái vũ trường Maxim. Vâng, kính thưa quý vị, trong thời gian đó rất là vui khi được sinh hoạt với những em ca sĩ ở đây. Có những em đã bắt đầu chuyên nghiệp, có những em chỉ mới tập tành thôi. Nhưng mà với những cái kinh nghiệm của Kim Phượng có, Kim Phượng sẵn sàng dìu dắt các em, để cho nên được các em thường hay gọi là chị Hai. Thì thật sự ra như chị... và sau đó thì cái may mắn nhất của Kim Phượng là Kim Phượng được về cộng tác với đài APTV, một cái nơi là coi như mình có đất để mà dụng võ. Đất dụng võ. Dạ. Tại vì thật sự ra có lẽ nhờ tổ đãi cho nên Kim Phượng, hay là vì cái máu của trong gia đình nghệ sĩ, cho nên Kim Phượng cũng biết hơi khá nhiều về nghệ thuật. Vừa có thể ca hát được tân nhạc, vừa có thể hát vọng cổ, vừa có thể đóng kịch, và vừa có thể lồng tiếng. Tại ở Việt Nam Kim Phượng đã từng lồng tiếng phim rất là nhiều. Và thì chứ như chị Linh Phương và các anh biết, khi mình lồng tiếng phim có khi mình phải nhập vào một cái vai là mình không phải là mình là cái nhân vật đó, nhưng mà mình phải có những cái cảm xúc,
ví dụ cái người phụ nữ đó họ bị đau khổ vì tình yêu, họ khóc như thế nào, thì cái giọng hát mình cũng phải có cái sự xúc cảm đó. Có lẽ không biết tại vì vậy hay là vì cũng có những cái bài hát nó đúng với cái tâm sự của cuộc đời mình. Thì trong những cái chương trình vừa qua, nhất là gần đây khi Kim Phượng được tham gia những cái bài hát với chị Linh Phương, và chị đã tìm cho Kim Phượng những cái bài hát mình không hiểu là chị đã nhìn thấu trong tim Phượng như thế nào mà chị giao những cái đứa con những cái bài hát nó y chang với cái tâm sự của mình. Cho nên Kim Phượng đã hát bằng tất cả những cái sự xúc động. Mà kính thưa quý vị, một ca sĩ mà tập một bài hát mới, mà nếu mà bài hát đó nó không có cảm xúc lắm, nó không có đúng tâm trạng của mình, thì mình học rất là lâu. Nhưng mà một bài hát đó có cái cảm xúc của mình thì học rất là nhanh. Em sẵn đây cũng mượn cái làn sóng này cảm ơn chị Linh Phương đã tin tưởng và giao cho em những cái bài hát mà chị cũng yêu thích, hình như nó cũng đúng với tâm sự của chị. Đơn cử. Chị mượn em, mượn. Đơn cử là bài nào? Chẳng hạn như Đàn Bà Cú, Đàn Bà Cũ, rồi sau đó là bài Mình Ta Với Đời. Mình Ta Với Đời đó. Yeah. Thì những cái bài hát phải nói là Kim Phượng đã hát với tất cả cái tấm lòng của mình. Vâng, thưa quý vị, từ nãy giờ quý vị đã theo dõi thì nhạc sĩ Viễn Phương nói về một cái thời quá khứ của ca sĩ Kim Phượng. Nhạc sĩ Linh Phương nói về cái thời hiện tại của ca sĩ Kim Phượng. Có lẽ giờ tôi sẽ đi đến một cái giai đoạn coi như là sau này nữa. Thì qua những cái nhạc phẩm như là vừa mới nói, chẳng hạn như Đàn Bà Cú hay là Mình Ta Với Đời, vậy trong tương lai Kim Phượng có còn dám tiếp tục hát những bài như thế để rồi rơm rớm lệ trên sân khấu hay chăng? Nếu mà nói phải nói cho nó rõ ràng để nhạc sĩ Linh Phương sẽ chọn lựa cái bài cho vừa với tâm trạng của Kim Phượng. Nhưng mà anh ơi, Linh Phương chưa hỏi hết. Kim Phương chưa hỏi hết. Bây giờ đó, như hồi nãy là Kim Phượng nói rằng những cái bài đó cũng nằm trong tâm trạng Linh Phương. Thì bây giờ Linh Phương hỏi chị Kim Phượng nè, hỏi Kim Phượng cái tâm trạng của người phụ nữ của mình về vấn đề gia đình, tình yêu, khi mà Kim Phượng hát á, những cái khúc phim quay những sự bẻ bàng, những sự phũ phàng hay những sự cay đắng, những sự hạnh phúc này kia, nó có quay trở lại cái quá khứ để mà nó làm cho mình thể hiện được bài ca, nó có cái sự sâu sắc nội tâm không em? Dạ chắc chắn có. Dạ chắc chắn có. Mà cũng có thể là không phải là chỉ quá khứ không, mà ngay cả hiện tại cũng có. Vậy là tất nhiên là Kim Phượng cũng đang yêu đúng không? Đang... Dạ, cái vụ đó để em hên xui. Dạ, xin trở lại câu hỏi của anh. Trời vâng, anh Huy Tâm. Mời nhạc sĩ Viễn Phương. Cảm ơn Huy Tâm. Yeah. Có lẽ bởi vì nếu mà tôi nói về những chuyện quá khứ của Hoài thì nó dài dòng lắm. Thì có lẽ cái cần thiết nhất và tôi nhờ nhạc sĩ Linh Phương cũng như nhà thơ Dương Thượng Dương Thượng Trúc yeah. Tức là anh Huy Tâm. Yeah. Anh nói cẩn thận. Anh có một chương trình vẫn đang làm ở trên trên đài. Thì tôi thật sự rất là mến mộ Kim Phượng trong nhiều lĩnh vực. Và một điều mà tôi muốn nói nhiều nhất trong những hoạt động gần đây của Kim Phượng và có dính tôi vào đó, đó là cái chương trình Giọng Ca Vàng của Hữu Xuân. Phải nói rằng đây là một chương trình và hầu hết cái chương cũng giống như cái chương trình mà Tâm Tình Nghệ Sĩ. Hầu hết những chương trình mà quý vị được đón xem là trên lĩnh vực nghệ thuật thì Kim Phượng chính là những người mà đã suy nghĩ, đắn đo và đã thực hiện những chương trình đó cho đài. Và đó là những công lao cần phải ghi nhận. Sự sáng tạo. Thì cái chương trình Thi Giọng Ca Vàng là một chương trình mà tôi nghĩ rằng á, bây giờ người ta coi là cái vui chơi mà thôi, chứ thực ra người ta không có ít người quan tâm lắm. Nhưng mà tôi nghĩ rằng đây là một chương trình nhá, nó rất có giá trị cho tương lai của tuổi trẻ. Bởi vì quý vị thấy rồi, tuổi trẻ bây giờ, con cháu của chúng ta nó đi học ở trường Mỹ rồi, đi sinh hoạt rất dần dần, hầu như là một lúc nào đó nó sẽ quên tiếng Việt. Mà bởi vì cách đây hơn 30 năm trước,
Lúc đó cái chương trình mà phải nói rằng thi, hồi đó gọi là thi ca sĩ của nhà báo Quốc Nam bên Cali thực hiện, coi như gọi là cái giải tượng vàng, coi như đầu tiên đó. Thì lúc đó tôi cũng có được cái may mắn cùng với lại nhạc sĩ Anh Việt, nhạc sĩ Trần Quảng Nam đóng góp chương trình đó. Thì chúng tôi thường nói với nhau là chắc có lẽ chỉ 10 năm sau thôi sẽ không có người hát tiếng Việt nữa. Mà lúc đó là khoảng thập niên 80. Mà bây giờ nó lên tới qua một cái thế kỷ mới rồi. Mà chẳng những tiếng Việt vẫn được nói tới, nhạc Việt chẳng những vẫn được hát tới và lại còn mạnh mẽ hơn mà 40 năm trước. Mà bây giờ đó, những em bé đó, quý vị thấy nó hát nhạc Việt hay vô cùng. Thì có nghĩa là chúng ta không thất vọng về cái lĩnh vực nghệ thuật. Bây giờ mà, phải trở về với chủ đề với em. Ok, khoan. Mà cái nhạc Việt là cái gì? Chính nhạc Việt đã giữ tiếng Việt. Và tiếng Việt còn là như vậy. Thì đây là muốn đưa vào. Thì những người đã làm những chương trình này, có nghĩa là Kim Phượng đã đóng góp những kỷ niệm rất lớn. Mà có lẽ chính Kim Phượng có lẽ không thể nghĩ ra lúc đầu khi mà làm những chương trình như thế này, đúng không ạ? Vâng, em cảm ơn anh Viễn Phương, cảm ơn chị Linh Phương cũng như anh Huy Tâm. Lúc nào cũng tin tưởng về em, về vấn đề nghệ thuật và những cái lời khen tặng từ quá khứ tới hiện tại, còn tương lai đây. Nhưng mà thời gian thì có hạn, cho nên là ước mong rằng quý vị sẽ tiếp tục coi chương trình Tâm Tình Nghệ Sĩ với Kim Phượng ở phần 2 tiếp tục một kỳ nữa. Và lúc đó Kim Phượng sẽ nói rõ tất cả quý vị những cái hoạt động, những cái sinh hoạt của Kim Phượng như thế nào về nghệ thuật từ lúc ở Việt Nam trước 75, rồi xong tới sau 75 và tới ngày Kim Phượng đến Houston này. Vâng, và bây giờ thì xin mời các anh chị có lời chào đến khán giả. Vâng, Huy Tâm xin gửi lời chào tạm biệt quý vị khán giả và hy vọng rằng quý vị sẽ tiếp tục theo dõi phần 2 của Tâm Tình Nghệ Sĩ với anh Viễn Phương. Viễn Phương kính chào quý vị khán thính giả của Đài Apple TV. Viễn Phương xin kính chào quý vị khán thính giả của Đài Apple TV. Chào tạm biệt quý vị, hẹn gặp lại quý vị vào chương trình kế tiếp tiếng hát Kim Phượng Tâm Tình Nghệ Sĩ phần 2. Xin chúc quý vị luôn an vui.